Điện máy Ngọc Mai xin được gửi một lời chào tới toàn thể các bác. Một chương trình đại sale giảm giá đặc biệt cho các bác nhà mình và rất chi là nhiều các mã sản phẩm điện máy và dụng cụ đồ nghề. Ngày hôm nay thì em trực tiếp vào trong một cái kho hàng rất là rộng nhá, rất là nhiều các mã sản phẩm hay để em có cái chương trình sale giảm giá đặc biệt cho các bác. Và gặp mã sản phẩm nào em sẽ sale cái mã đó. Và ngày hôm nay thì sẽ có hứa hẹn có rất là nhiều các mã sản phẩm mới giá hời và một chương trình tri ân giảm giá đặc biệt cho các bác nhà mình. Bên em nhận ship code gửi hàng trên toàn quốc tới khắp mọi miền Tổ quốc các bác ạ. Khi mà có nhu cầu quan tâm đặt mua sản phẩm nào thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới trung tâm điện máy Ngọc Mai qua hai đầu số điện thoại nhé. Số thứ nhất sẽ là 0378487818 và số thứ hai sẽ là 0989458200. Khi đặt mua sản phẩm thì các bác có thể alo điện thoại trực tiếp hoặc là nhắn tin cho bên em. Ngày hôm nay thì sẽ có rất là nhiều các mã sản phẩm lên này, em cũng rất mong là các bác nhà mình sẽ xem hết video, theo dõi thật kỹ video và khi đặt mua mã sản phẩm nào thì các bác đọc cho bên em đúng tên mã sản phẩm cũng như là giá tiền chính xác để làm sao mà nhân viên bên em chốt đơn cho các bác không bị nhầm, không bị sai mã sản phẩm các bác nhá. Và đầu tiên thì em sẽ giới thiệu tới các bác nhà mình hai mã máy khoan. Khoan bốc, khoan đầu 13 ly hoặc là khoan đầu gà nha các bác nha. Với cái mã này thì bên em đã hết hàng rất là lâu rồi, nhưng mà hôm nay thì em dọn kho ra thì nó còn sót, mỗi mẫu sẽ còn một chiếc. Cho nên là bác nào hôm nay mình nhanh tay nhất thì mình sẽ có thể sở hữu được cái mã sản phẩm này. Và mỗi mã thì em nhấn mạnh các bác là chỉ còn một cái duy nhất nha. Và cái này hết hàng thì nó sẽ không về hàng nữa. Hàng này nó sẽ không về được nữa các bác nhá. Cho nên là các bác mình nhanh tay này. Đầu tiên thì lên cho em là con khoan bót 13 ly. Khoan điện bót 13 ly các bác nhá. Đó, mã sản phẩm này thì nói chung là được các bác quan tâm rất là nhiều. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì nó đã hết hàng mãi mãi. Đấy, nó sẽ không quay về lại hàng nữa nhá. Hàng hết cái là nó sẽ hết mãi luôn, sẽ không về lại nữa. Cho nên là bác nào mà mình đã là những người may mắn theo dõi được cái video này của em, mình cứ nhanh tay đặt hàng sớm là sẽ chốt được cái mã sản phẩm này với mức giá siêu hấp dẫn luôn. Một con máy khoan mà xài điện trực tiếp 220V và 100% là hàng dây đồng ruột dài các bác ạ. Cái này thì các bác gọi cho em là khoan bót 13 ly, nói rõ cho em là khoan điện nha, nói rõ cho em là máy khoan điện, khoan bót đầu kẹp 13 ly. Với cái con đầu kẹp 13 ly này nó sẽ có búa này các bác này, có búa để hỗ trợ khoan tường luôn nha. Đây, và cái này công suất cực đại này, 910W này các bác này, 910W. Và chỉ với mức giá 399.000 thôi các bác nha. 399.000 thôi. Các bác được hỗ trợ bao phí vận chuyển trên toàn quốc để mua được một con máy khoan hàng chất lượng và hàng dây đồng 100% với mức giá 399.000 thì khẳng định cam kết các bác ngoài thị trường không bao giờ các bác có thể kiếm ra được cái mức giá tốt và ok như thế này. Số lượng có hạn nhá. Duy nhất một chiếc duy nhất. Đó, nên là bác là chốt. Mình nhanh tay lên đơn tràm. Khoan điện bốc 13 ly với mức giá 399.000. Các bác đã mua được với cái mức giá rẻ mà lại được hỗ trợ miễn phí vận chuyển trên toàn quốc. Và nhận hàng các bác kiểm tra hàng cho em đúng mẫu mã, đúng chất lượng như thế này thì các bác nhận hàng nha. Đó, gọi cho em là khoan bốc 13 ly. Và bên này thì sẽ là một chiếc khoan bê tông bót. Đấy, khoan bê tông bót 3 chức năng. Đây các bác nhìn giúp cho em nhé. Cái này các bác gọi cho em là khoan bê tông bót. Đó, cái này nó sẽ là một con máy khoan 3 chức năng như thế này. Có đảo chiều nha. Đầu mũi khoan 2-26. Con này thì 100% là hàng dây đồng ruột dài luôn. Và công suất của máy sẽ là 800W, sử dụng điện trực tiếp 220V. Dây điện dẫn của máy sẽ dài 4m các bác ạ. Dài hơn những loại máy khác trên thị trường rất là nhiều. Có đúng một bộ duy nhất này. Dành cho bác khách hàng là mình nhanh tay nhất thì sẽ chốt được cái con máy này. Và em lưu ý các bác là đây là con máy khoan bê tông bót 2-26, nó không có hộp đựng nhá, không có hộp đựng. Đấy, cái này em dọn kho còn đúng một chiếc duy nhất thôi, không có hộp đựng máy, không có mũi khoan, mũi đục đi kèm. Và các bác nhận hàng về chỉ có bao gồm một máy và một tay cầm, hàng dây đồng 100% luôn, hàng bao xài cho các bác thợ. Mà ngày hôm nay chỉ với mức giá 599.000 đồng thôi, chỉ với 599.000 đồng thôi, anh em mình sẽ được hỗ trợ miễn phí vận chuyển trên toàn quốc và nhận hàng được kiểm tra hàng cho em. Một cái con máy khoan bê tông phải nói rằng là
đảm bảo cho anh em mình đủ 3 tiêu chí hàng ngon bổ rẻ nhất vịnh Bắc Bộ nha. Đấy, các bác lưu ý cho em, với cái khoan bốc này thì mỗi mẫu chỉ còn duy nhất một bộ, chỉ duy nhất một bộ cho bác nào nhanh tay nhất. Đó, bác nào chốt thì mình nhanh tay lên đơn cho em. Đấy, cái này gọi cho em là khoan bốc 13 ly, giá 399k, còn khoan bê tông bốc đấy thì giá sẽ là 599k, được chưa ạ? Đây là máy khoan điện nhá. Ngoài ra này, nếu như mà bác nào, anh em nào mình có nhu cầu này, muốn tìm được một cái thân máy khoan bê tông bin nhá. Đây, cái này hôm nay thì em còn chắc còn khoảng tầm độ 10 chiếc. Đấy, còn khoảng tầm độ 10 chiếc nha. Cái này lên đơn cho em là thân máy bê tông bin màu cam này. Nếu như mà anh em mình sở hữu cái sản phẩm này thì sẽ có một thân máy này, một tay cầm như này nhá, một tay cầm đi theo. Đấy, máy sẽ là máy 3 chức năng như thế này. Máy 3 chức năng này có đảo chiều nhá, đầu mũi khoan 2-26. Cái này thì nó sẽ thiết kế là hàng chân pin phổ thông như này. Chân pin phổ thông là chân pin hai cạnh khoảng cách nhau là 4 phân nha. Đó, con này thì nó sẽ thiết kế là sử dụng motor từ không chổi than và với mức giá 730.000 các bác nhá. Đây, chỉ với 730.000 thôi, chọn bộ nó sẽ như thế này. 730.000, mức giá siêu rẻ mà lại còn được hỗ trợ bao ship về tận nhà luôn cho em. Số lượng mã này nó cũng không có nhiều các bác nha. Đấy, nó chỉ còn tầm độ chục. Đấy, còn độ chục hoặc là hơn chục cái thôi nha. Bác là chốt thì là mình cứ nhanh tay lên đơn giúp cho em. Và với những cái thân máy bê tông này này, các bác sẽ thiết kế là những cái quả bi chân bi phổ thông là sẽ vừa nha. Nếu mà bác nào mình chưa có bi này, có thể tham khảo lấy thêm bi cho em. Đây, các bác có thể tham khảo lấy cái quả bi Macan chính hãng như thế này. Đây, bi này là pin châu của Macan, pin 15 cell đây các bác nhá. Quả pin châu 15 cell của Macan giá chỉ có 400.000 miễn ship. Đấy, bác nào mình chưa có pin thì có thể mua thêm pin các bác. Với những cái quả pin của Macan chính hãng như thế này này. Đấy, nếu mà bê tông nhá, thân bê tông thì các bác lên dùng pin 15 cell. Với quả pin 15 cell của Macan này thì sẽ là 400. Còn bác nào mà muốn cái dòng xả nó thấp hơn một chút ý, thì các bác có thể lấy pin 10 cell nhá. Nếu mà pin của Macan thì đó là pin chính hãng nên là các bác dùng thì chất lượng của nó yên tâm rồi. Đấy, bác nào mà chưa có pin thì mình có thể lấy thêm những cái quả pin của Macan này nhá. Pin 10 cell là 320, còn pin 15 cell sẽ là 400.000 một quả. Cũng bao ship luôn. Còn bác nào chưa có sạc lại lấy thêm một cái sạc luôn. Sạc bàn. Đấy, sạc bàn chân phổ thông lạp được cho cả pin 10 cell, 15 cell. Giá hôm nay em thanh lý các bác chỉ có 99k thôi. Đó, bên này này. Bên này các bác có thể lên cho em này. Đây là những cái bộ đế chuyển sạc điện thoại của Hukan nhá. Đây, cái đế chuyển sạc này thì các bác sẽ có một cái đèn ở đây và thiết kế là hàng chân bi phổ thông này. Đây, sạc được hai cái dây sạc điện thoại nhá. Chân bi phổ thông như thế này. Giá cho em 180.000. Cái này gọi cho em là đế chuyển sạc điện thoại của Hukan nhá. Giá 180k. Đây, mỗi một hộp như này là một chiếc này. Cái này nó chưa theo pin, giá chỉ có 180k thôi. Lên đơn cho em là đế chuyển sạc điện thoại của Hukan này. 180k. Nào, qua đến cái phía bên này nhá. Em sẽ lên cho các bác là bên này thì sẽ là những cái bộ máy cạo râu bằng pin. Đây. Đây các bác tham khảo cho em này, một bộ máy cạo râu bằng pin của Hyundai nhá. Cái này thì nó sẽ có nguyên bộ luôn. Đây, cái số lượng thì em còn chắc có khoảng tầm độ 20-30 chiếc nha. Còn khoảng tầm độ 20-30 chiếc cái mã này. Đây, em sẽ mở cho các bác xem một bộ này xem nó bao gồm là sẽ gồm những cái gì nha. Trong này thì nó sẽ là một bộ máy cạo râu bằng pin rất là đẹp và chắc chắn luôn. Đây, nguyên bộ nó sẽ như này các bạn. Có một máy này, một dây sạc này. Cái dây sạc này thì các bác nhà mình sẽ thiết kế lắp vào cái củ sạc điện thoại nhá. Máy rất là đẹp luôn. Nếu như mà với cái sản phẩm này các bác sử dụng để cạo râu nha, sẽ an toàn tuyệt đối 100% luôn các bác ạ. Lên đơn cho em là máy cạo râu bằng pin loại màu đen. Giá chỉ có 200.000 đồng, miễn phí vận chuyển toàn quốc cho các bác nhà mình luôn. Đó, gọi cho em là máy cạo râu bằng pin màu đen nhé. Vì hiện tại bên em đã có hai mẫu máy cạo râu, một cái mẫu màu vàng nữa. Và cái mẫu này sẽ là mẫu màu đen. Đấy, mẫu màu đen thì sẽ là 200.000. Còn mẫu màu vàng mà mọi những cái video trước mà em vẫn giới thiệu các bác thì nó sẽ là 160.000 thôi. Bên này thì lên cho em những cái cuộn dây điện đúc dành cho các bác thợ công trình nhá. Đây các bác nhìn cho em này. Những cái cuộn dây điện đúc thì là bên em sẽ có dây từ 5m cho đến 30m. Để em sẽ báo giá cho các bác cụ thể từng mã nhá. Dây điện 15m giá sẽ là, để em báo từ 5m đi, 5m sẽ là 220.000, 10m giá 320.000, 15m giá 400.000, 20m giá 500.000 và cuối cùng là cuộn dây 30m giá sẽ là 700.000. Và hôm nay bác nào chốt dây điện đúc nha, bên em sẽ hỗ trợ bao phí ship luôn.
Và các bác nhìn cho em cái thiết kế của dây này. Đây, những cái cuộn dây điện này thì bao đẹp bao bền cho các bác luôn. Đầu tiên sẽ là một cái phích đúc liền như thế này nhá. Cái này là dây điện và phích điện cao su đúc nha. Hàng siêu bền luôn. Đấy, một bên thì sẽ là ổ ba lỗ cắm như này. Cái này em đang cắm thử một con máy mài đây này. Đấy, cắm thử một con máy cắt. Cái con máy này là con máy cắt của Daken nhá. Đấy, với cái phần này là cái phần ổ cắm ba lỗ này. Cái này nếu mà khi mà các bác cắm vào cái những cái con máy cắt như thế này, các bác có thể kéo được hẳn cả một con máy cắt như này lên. Đấy, kéo hẳn một con máy cắt như này lên. Em đang làm một tay nó hơi khó. Các bác có thể kéo được hẳn một con máy tầm độ hơn 2 kg mà nó cũng không bị tuột đâu. Cái phích này sẽ là cái ổ ba lỗ như thế này. Đấy, các bác cắm được ba lỗ chân tròn nhá. Có móc treo luôn này. Và nó đúc liền với cái dây này luôn. Ổ này sẽ có đèn báo điện nhá. Và thiết kế của dây điện sẽ là dây loại 2.5 các bác ạ. Đó. Dây loại 2.5 nha. Đây này. Đấy, các bác nhìn thấy chưa ạ? Rất là xịn sò luôn. Bác là chốt thì lên đơn cho em là dây điện đúc. Với những cái cuộn dây này thì sẽ thiết kế để bao xài cho các bác thợ làm công trình nhá. Và hôm nay cái máy mài của Daken chui ngắn này này, em còn sót mấy cái nữa thì em tri ân các bác lốt giá là 450.000 nhá. Thì lên đơn cho em là máy mài của Daken. Cái này công tắc gạt đuôi giá 450.000. Và nó có cả công tắc đẩy hông các bạn. Công tắc đẩy hông thì giá 550.000. Đó. Nào, qua đến cái phía bên này. Bên này thì tham khảo cho em những cái mã bình tông này. Bình tông đựng nước đựng rượu nhá. Đấy, rất là nhiều luôn. Đấy, những cái mã bình tông như thế này các bác ạ. Bình tông thì các bác có thể tham khảo này. Với những cái bình này là bình 1 lít này. Nó có bình 1 lít này, 1 lít rưỡi, 2 lít và 3 lít. Đấy, bình 1 lít thì nó sẽ có thiết kế như thế này. Đây, có lắp của nó là lắp của lắp rời. Lắp liền như này này, lắp liền như này. Và được tặng cái bao da như này nhá. Được tặng kèm theo cái bao da như này này. Đấy là với bình 1 lít này, 1 lít rưỡi, 2 lít và 3 lít. Sẽ được gọi là cái bình mẫu nhỏ là tặng kèm cái bao da như thế này. Thì các bác nhìn cho em đây. Khi mà các bác lắp vào bao da thì nó sẽ như này nhá. Đó, em vừa mở bao da cho bác xem thì khi mà lắp vào bao da thì nó sẽ như này. Nó có cái dây xách như này này. Đấy, các bác có thể đeo đi đâu cũng được, rất là tiện luôn. Còn cái bình 4 lít hoặc 5 lít nhá, thì nó sẽ là cái bao da như thế này. Đây, bình 4 lít hoặc 5 lít thì nó sẽ là cái bao da như thế này này. Có tay xách và dây đeo luôn. Với cái bình 4 lít hoặc 5 lít nhá, thì cái lắp của nó sẽ là lắp rời nhá. Đấy, bình 4 lít hoặc 5 lít đây thì nó sẽ là lắp rời như thế này. Đấy, nó sẽ có hai thiết kế như vậy nha các bác nhá. Đấy, bác nào mà quan tâm cái bình tông này này thì các bác có thể liên hệ bên em. Đó, có từ bình 1 lít cho đến bình 5 lít luôn. Chất liệu của nó sẽ là chất liệu inox nha, hàng Liên Bang, hàng Cộng Hòa nha các bác nha. Đấy, hàng chuẩn chỉnh loại 1, loại đẹp nhất, cho nên là nó sẽ đẹp sắc nét từng chi tiết luôn. Đẹp từ cái bao da đẹp đi luôn các bác ạ. Với những cái bình tông này, các bác đựng nước này, đựng rượu này, đi làm lương, làm dãy, làm công trình hoặc là các bác làm quà tặng cũng được nha. Đấy, chào mẹ. Cái này thì nó sẽ là một cái thân máy thổi bụi pin của Hukan đấy nha các bác ơi. Đấy, thân máy thổi bụi pin của Hukan. Cái thân máy này giá 550.000. Đấy, thân máy này sử dụng motor chổi than nha. Hiện tại là em đã có cả thân máy sử dụng motor không chổi than. Đấy, cái này là motor có chổi than, hàng chơi bi phổ thông, giá sẽ là 550.000. Còn loại không chổi than thì sẽ là 890.000 nha các bác ạ. Bác nào mà mình cần một chiếc mũ cắt cỏ như thế này thì các bác hãy liên hệ trực tiếp tới trung tâm điện máy Ngọc Mai. Một chiếc mũ rất chi là đẹp và chắc chắn như thế này các bác nhá. Thì với cái chiếc mũ này phù hợp cho anh em mình đi cắt cỏ. Đấy, nó sẽ có những cái màng che như thế này, sẽ bảo vệ da mặt cho chúng ta rất chi là ok. Cái mẫu mũ thì rất chi là đẹp như thế này các bác ạ. Đó, nó thiết kế rất chi là đẹp luôn nhá. Cái vành này của nó sẽ là vành nhôm luôn này các bác này. Sẽ là vành nhôm luôn. Và sẽ là cái loại chất lượng và loại đẹp nhất để em gửi tới các bác. Mà ngày hôm nay chỉ với mức giá là bao nhiêu ạ? 140.000 đồng thôi các bác nha. 140.000 đồng các bác sẽ sở hữu ngay được cái mũ cắt cỏ như thế này. Đó, cái này thì nó sẽ có thể là tùy chỉnh được các bác. Tùy chỉnh được ở cái chỗ phần đầu này và cái chỗ phần dây này nhá. Cho nên là xác định là cái mũ này ai cũng có thể đội vừa các bác. Đó, giá chỉ có 140.000 thôi. Bên này các bác tham khảo cho em cái mẫu máy cắt sắt bàn của Hukan nhé. Cái mẫu này thì sẽ sử dụng lưỡi 355, hàng công ty chính hãng luôn. Đây các bác nhìn cho em này, từ cái bàn của nó rất chi là dày dặn, đẹp và chắc chắn luôn này. Đó, giá cho em sẽ là 1.600.000 cái máy này. Các bác gọi cho em là máy cắt sắt bàn của Hukan nhé. Giá 1.600.000 thôi các bác. Máy rất chi là đẹp và chắc chắn luôn. Bên này sẽ là một bộ máy cạo râu bằng pin nha các bác. Cái bộ này các bác gọi cho em là máy cạo râu màu vàng.
Đấy, cái này thì nó sẽ có nguyên bộ luôn các bạn. Nguyên bộ như thế này luôn cho em nhé. Có một máy này, đấy, một củ sạc này và một lưỡi cạo sơ cua luôn. Máy rất là đẹp luôn. Cái này các bác sử dụng để cạo râu, cạo râu này, để tóc mai và soi gương được luôn. Giá chỉ có 160k thôi, miễn phí ship về tận nhà các bác. Đấy, các bác gọi cho em là máy cạo râu màu vàng nhá. Vì hiện tại bên em đã có hai mẫu máy cạo râu, cho nên là các bác chốt cái mã này thì gọi cho em là máy cạo râu màu vàng. Đó, bên này sẽ là những cái máy tời này các bác này, máy tời điện nhá. Máy tời thì bên em sẽ có loại 6 tạ này, 8 tạ và 1 tấn cũng có luôn. Đấy, bác nào mà cần những cái bộ tời như thế này thì các bác có thể vào Zalo để bên em sẽ chi tiết đầy đủ cho các bác nhá. Bên này sẽ là một bộ lam xích 12 inch. Đây các bác tham khảo treo này, với cái bộ lam xích này sẽ là bộ lam xích 12 inch, nó sẽ có từ cái phần màu đen này hất lên. Đây, các bác có lam này, có xích nhá. Có lam này, có xích này, có cả lọ đựng dầu này, ốp chắn lá gió này, đầy đủ như thế này luôn, giúp em có cả tay cầm các bác. Giá cho em sẽ là 180.000, miễn phí ship nhá. Các bác gọi cho em là bộ lam xích. Bộ lam xích 12 inch. Cái bộ lam xích này thì các bác lắp vào những cái máy mài một tấc nha, máy pin hoặc máy điện đều được. Giá cho em sẽ là 180k. Bộ lam xích 12 inch cho nên là cái lam của nó sẽ dài lên tới 34cm các bác ạ. Loại lam dài luôn để phục vụ các bác cắt cây cắt cành nhá. Nào, bên này thì lên cho em này. Cái bộ này sẽ là cái bộ máy thổi bụi hút bụi pin của T-Box nha các bác. Cái này các bác cứ gọi cho em là máy thổi bụi pin màu xanh. Đấy, bác nào ở nhà mình có pin sạc sẵn rồi thì mình mua thân máy thôi. Thân máy sẽ là 400.000. Còn các bác nào lấy nguyên bộ theo một pin 10 cell và một sạc sẽ là 600.000. Còn nguyên bộ theo hai pin 10 cell và một sạc thì sẽ là 800.000, miễn phí ship các bác. Bộ máy rất chi là đẹp và chắc chắn luôn. Là sang đến cái phía bên này, các bác tham khảo cho em đây là cái búa tháo ốc lồng máy giặt nhá. Búa tháo lồng máy giặt nó sẽ có hai khẩu đi kèm, một khẩu 36, một khẩu 38. Giá cho em sẽ là 270k nhá, 270k một cái. Đấy, còn những cái cảo lồng ba cái như thế này này thì sẽ là 250 một cảo, là để các bác tháo lồng máy giặt nhá. Còn cảo mâm hình tròn này sẽ là 150 một cái này. Đấy, bác nào mà mình làm điện lạnh, mình cần những cái dụng cụ tháo mở máy giặt này thì các bác cứ liên hệ bên em sẽ cung cấp các bác đầy đủ từ A đến Z luôn. Là bên này các bác tham khảo cho em bộ búa này. Đây, cái này là bộ tô vít đóng của Kamushi nha các bác nha. Giá cho em là 250.000, nó sẽ có nguyên bộ như này luôn. Giá 250k một bộ này. Bên này sẽ là những cái máy, cái kích gạch này. Các bác gọi là kích gạch hay còn gọi là con đội gạch đấy ạ. Giá cho em sẽ là 45.000 một chiếc nha, 45.000 một chiếc. Bác nào lấy 10 chiếc em sẽ miễn phí ship luôn. Đấy, các bác lên đơn gọi cho em là kích gạch, gọi cho em là cái kích gạch nhá. Các bác lấy hẳn 10 cái là 450.000, là được hỗ trợ miễn phí ship về tận nhà luôn rồi. Nào, bên này các bác tham khảo cho em những cái mẫu hộp đựng đồ. Đầu tiên sẽ là chiếc hộp đựng đồ của Kamushi. Với cái hộp nhựa như thế này, là hộp size bé này các bác này. Em sẽ có hai size nhá, size bé và size to. Cái này là size bé. Khi mà các bác mở hộp ra, nó sẽ có một ngăn to như thế này. Đấy, và có một cái nắp này. Đó, các bác nhìn để chưa ạ? Bên này thì nó sẽ có này, một cái tay sách này. Hai bên sườn nó sẽ có hai cái lắp mở như thế này các bác nhá. Rất là thuận tiện để cho các bác đựng đồ này. Đấy, và các bác chốt cho em cái mã này là hộp Kamushi loại bé, giá 220.000. Còn loại to thì sẽ là 250.000, miễn phí ship các bác nhá. Đấy, các bác lên đơn gọi cho em là hộp đựng đồ của Kamushi. Hộp này là chất liệu là sẽ là nhựa chống vỡ các bác nhá. Và với kích thước của hộp này, nếu mà bác nào lấy hộp size bé thì cái chiều dài của lắp hộp sẽ là 40, còn chiều dài của đáy hộp thì sẽ là 37 các bác ạ. Còn khi mà các bác lấy sang hộp size lớn nhá, cái chiều dài của lắp hộp sẽ là 44, còn chiều dài của đáy hộp thì sẽ là 40. Chiều cao với chiều rộng thì nó đều là 20cm nhá. Và với cái hộp này nó sẽ có cái điểm khuyết này, để cho các bác có thể mình có thể dùng khóa để mình có thể móc hộp lại, khóa hộp lại nhá. Đấy, gọi cho em là hộp đựng đồ Kamushi các bác nhá. Nhớ cho em là size bé là 220.000, còn size to thì sẽ là 250.000, em miễn ship. Nào, sang cái phía bên này các bác lên cho em cái hộp e-lock này. Cái hộp này gọi cho em là hộp e-lock 5 ngăn. Đấy, nó sẽ có này, hai cái tay sách như thế này. Và đây nó sẽ có rất là nhiều ngăn nhá. Đấy, các bác nhìn cho em này. Ở đây thì sẽ có một ngăn ở bên dưới và hai bên sườn ở mỗi bên là hai ngăn như thế này luôn. Đấy, các bác nhìn thấy cái mẫu hộp chưa này? Rất là đẹp và chắc chắn luôn. Cái hộp này nó sẽ là hộp size to nhá, hộp size to. Và size to thì nó sẽ có chiều dài là 55cm, chiều cao với chiều rộng là 20cm quá ạ. Đó, giá cho em là 530k, miễn phí ship luôn các bác nhá. Gọi cho em là hộp e-lock loại to, giá cho em là 530k này. Sang bên này các bác tham khảo cho em những cái thân đèn led của Hukan. Cái đợt này thì bác làm mà lấy cái thân này nó sẽ là thân 30 bóng, à đâu 16 bóng.
Đây là thân đèn 16 bóng LED của Hukan, giá 195.000. Còn các bác lấy thân 30 bóng sẽ là 260.000. Thân 48 bóng thì sẽ là 330.000 miễn phí ship các bạn. Với cái thân đèn này, các bác sẽ thiết kế này, hai chân vi phổ thông nhá. Phía sau là sẽ có cổng USB này, các bác sạc được hai cái sạc điện thoại luôn. Mà giá của nó rất chi là rẻ luôn. Với những cái thân đèn này này, sẽ thiết kế là hai chân vi phổ thông và kết hợp cổng USB. Cho nên là các bác dùng rất là tiện, mình vừa làm đèn được mà lại vừa làm sạc điện thoại được luôn. Tính ra cái giá của nó rất là rẻ nha. Đấy, bác nào mà cần loại bao nhiêu bóng thì cứ liên hệ trực tiếp bên em là có đơn nha. Sang bên này thì lên cho em cái bơm dặn chân 2 bít tông này. Bơm dặn chân 2 bít tông thì cái bơm này các bác sử dụng này, bơm xe máy, xe đạp rồi bơm ô tô được luôn nha. Đợt này em sẽ có hai màu, màu xanh và màu vàng các bạn. Dùng xong các bác gấp gọn lại như thế này để trong cốp xe rất là tiện luôn. Đi đâu cái xe hết hơi cái mình bỏ ra mình bơm, rất là tiện. Đấy, vừa bơm được xe máy, xe đạp, bơm được cả ô tô luôn mà giá chỉ có 230.000 thôi nhá. 230.000 một bơm như này. Bên này bác nào mà cần cái con máy bê tông của Decton này, bê tông 3 chức năng nhá. Nguyên bộ như này có máy, có tay cầm, 20 đục 30 khoan đi kèm. Giá chỉ có bao nhiêu ạ? 1.150.000 cho em. Lên đơn cho em là bê tông của Decton, giá cho em là 1.150.000. Sang cái phía bên này thì các bác lên cho em này, cái hộp bàn chải đánh răng của Hàn Quốc nha. Cái hộp này thì nó sẽ có 30 chiếc bàn chải, 30 chiếc bàn chải đánh răng ở trong này. Đây là bàn chải đánh răng than hoạt tính, cái lông bàn chải rất chi là mềm và mịn luôn các bác ạ. Một hộp này có 30 chiếc mà hôm nay giá chỉ có 180 thôi. Bình thường các bác ra ngoài thị trường mua lẻ này, đấy một cái nó sẽ là 32.000 này. Đấy, giá hôm nay thì các bác sẽ chốt được cái mức giá cực hời luôn nhá. Đấy, nguyên một hộp như này này các bác này. Một hộp này trong này nó sẽ có 30 chiếc luôn. Hộp này trong này nó sẽ có 30 chiếc bàn chải đánh răng như thế này mà giá chỉ có 180.000 thôi. Các bác lên đơn cho em là hộp bàn chải đánh răng của Hàn Quốc nha. Giá 180.000, miễn phí ship cho em này. Bên này lên cho em một cái túi đeo hông. Cái túi đeo hông này thì chất liệu nó sẽ là vải bố Mỹ cao cấp rất chi là bền luôn. Các bác sẽ có một cái ngăn to như thế này nha. Ngăn to là đựng ốc vít này. Bên này sẽ là một cái điểm gài máy khoan pin này. Bên này là gài kìm kéo cả lê tô vít này. Và phía sau sẽ có một cái củ khóa rất chi là to, khỏe, đẹp và chắc chắn như thế này. Giá cho em sẽ là 160.000. Đấy, các bác gọi cho em là túi đeo hông nha. Giá 160.000. Chất liệu vải bố Mỹ cao cấp này, rất chi là bền luôn. Bên này lên cho em này, bộ máy khoan pin Macan 4 cell nhá. Một bộ sản phẩm này sẽ bao gồm một thân máy, hai pin và một sạc. Phụ kiện sẽ là hơn 20 chi tiết mỗi khoan mỗi vít như này. Giá cho em sẽ là 760.000. Lên đơn cho em là khoan pin Macan 4 cell. À đâu, Macan, cái này gọi cho em là khoan pin Macan 4 cell nhé. Giá cho em là 760.000 này. Hôm nay thì bên em đang có cái chương trình sale cho các bác cái lô máy khoan bê tông của Hukan. Mã này là bê tông Hukan mã K98. Một cái mẫu máy cực kỳ là đẹp và chất lượng luôn. Nguyên bộ sản phẩm này sẽ có máy này, có tay cầm này, có hộp đựng này, hai mũi đục, ba mũi khoan và được tặng kèm thêm một cái đôi chổi than như thế này. Công suất cực đại là 1.100W nhá. Hàng logo dập nổi như thế này. Đó, và ngày hôm nay chỉ với mức giá 899.000 thôi. Các bác lên đơn gọi cho em là khoan bê tông Hukan K98. Giá cho em là 899.000 nha các bác. Với cái mức giá cực kỳ là hời luôn. Số lượng trong kho em còn rất là ít, cho nên là em sẽ thanh lý cái mã này cho các bác với mức giá 899.000. Và lưu ý cho em, con này nó sẽ là máy 3 chức năng nhá, có đảo chiều. Và các bác nhìn cho em ở cái phần công tắc nó sẽ có điều tốc luôn. Hàng logo dập nổi này. Công suất cực đại là 1.100W. Một cái mẫu máy cực kỳ là chất lượng mà ngày hôm nay các bác sẽ chốt được với mức giá siêu rẻ luôn. Bác là chốt nhanh tay lên đơn giúp em. Bê tông Hukan K98 nhá. Các bác chốt tay nhanh nhá. Chốt nhanh tay là sẽ có, vì là cái số lượng nó cũng không có nhiều, cho nên là bác nào chậm chân chậm tay nó sẽ hết hàng thì sẽ hơi bị đáng tiếc. Nên là các bác mà đã may mắn theo dõi được cái video này của em thì mình nhanh tay lên đơn là khoan bê tông Hukan K98 là có đơn nha các bác. Giá chỉ có 899.000 thôi. Bên này thì các bác tham khảo thêm cho em này. Một cái mã máy mài sử dụng điện trực tiếp 220V, hàng của Hukan chính hãng luôn. Đây là một con máy mài chuôi dài, thiết kế công tắc bóp như này. Rất là xịn luôn, có chốt hãm nha. Con này thì sẽ có này, điều chỉnh được 6 lúc tốc độ nhanh chậm luôn này các bác. Máy sẽ là máy một tấc nha, máy một tấc và chổi tha bên ngoài như thế này. Phụ kiện đi theo sẽ có máy, có tay cầm, tay mở và ốc bảo vệ lưỡi. Công suất cực đại là 950W. Và ngày hôm nay thì với mức giá bao nhiêu ạ? 450.000 các bác nha.
450.000 thôi. Các bác sẽ nhận được nguyên bộ đầy đủ bao gồm có máy, có tay cầm, tay mở và ốp bảo vệ lưỡi với mức giá 450.000 cho em. Lên đơn cho em là máy mài chỉnh tóc của Hukan với mức giá 450k. Và phía bên này thì các bác lên cho em là bu lông pin của Hitachi này. Bu lông pin của Hitachi với mức giá, bác nào mua thân máy thì sẽ là 330.000, còn mua nguyên bộ sản phẩm sẽ là 650.000 nhá. Và nguyên bộ sản phẩm các bác sẽ có một thân máy này, hai pin và một sạc đi kèm. Pin sẽ là pin châu, pin 10 cell và sử dụng là châm pin phổ thông, rất là tiện lợi luôn. Đầu máy sẽ là đầu bu lông 1/2 đầu rỗng như thế này, rất là đa năng và tiện lợi các bác ạ. À, đấy, cái này thì nó sẽ có một cái đầu bu lông 1/2 và có lỗ lục ra ở giữa như này nhá. Các bác có thể cắm mũi vít mũi tôn vào đây để mình vừa có thể là bắn được bu lông này, bắn tôn, bắn vít được mà khoan được cũng được luôn. Mà với cái mức giá siêu rẻ luôn các bác ạ. Con này nó sẽ thiết kế là sử dụng là motor từ không thể than nhá. Hàng châm pin phổ thông và lực xiết của máy sẽ là 330 N. Nếu mà bác nào lấy thân máy là 330.000, còn nguyên bộ sẽ là 650.000, em miễn phí ship luôn. Thì các bác chốt lên đơn cho em là bu lông pin của Hitachi các bác nha. Là sang phía bên này, các bác tham khảo cho em này, bộ chuyển cắt tôn này. Bộ chuyển cắt tôn thì sẽ có mức giá cho em là 250.000. Là các bác lắp vào máy khoan như này nhá, nó sẽ không đi kèm theo máy khoan. Máy khoan thì là các bác mua riêng nha. Còn cái bộ chuyển này thì vì các bác sẽ cắt được tất cả các loại tôn luôn, mà giá chỉ có 250.000 thôi các bác ạ. Bên này sẽ là một bộ máy hàn của Kenmax nha. Model là ARC200S. Đấy, con này thì nó sẽ thiết kế này, có những cái ô thoáng này này, nhìn thấy xuyên thấu hết nội thất bên trong máy luôn. Và cái phía sau sẽ có hệ thống quạt làm mắt như thế này, với mức giá cho em là 950.000. 950.000 một bộ nha. Các bác sẽ hỗ trợ được bao ship và nhận hàng sẽ có nguyên bộ sản phẩm đầy đủ luôn, có máy, có dây hàn, kìm hàn và kẹp mát, mà chỉ với mức giá có 950.000 thôi. Mức giá cực kỳ là ưu thương cho các bác. Mà với cái mạ máy này, các bác sẽ hàn que 2,5 L từ sáng đến tối cho em là vẫn ok luôn nha. Bên này là một cái thân máy cơ xích pin của Hukan chính hãng luôn. Cái thân máy này thì nó siêu to khổng lồ luôn các bạn. Đấy, lam của nó sẽ dài 20 cm. Máy sẽ là máy không chổi than và hàn châm pin phổ thông như này. Bác nào lấy thân máy sẽ là 1,3 triệu nha. Còn lấy nguyên bộ thì sẽ là 1,950.000, là theo một bi và một sạc cho em này. Sang cái phía bên này, các bác lên cho em này, một bộ máy khoan pin của Hukan mã F5. Hukan F5 giá sẽ là 650.000 nha. Là các bác sẽ có bao gồm một máy này, hai bi và một sạc. Phụ kiện sẽ là hơn 20 chi tiết mỗi khoan mỗi vít đi kèm luôn. Giá sẽ là 650.000 này. Con này thiết kế là máy có than. Các bác gọi cho em là khoan pin Hukan 5 cell loại có than. Đấy, còn bên này sẽ là mã pin 10 cell. Đấy, mã này thì mã 533. Bác làm mà mua thân máy là 600.000 nha, còn nguyên bộ sẽ là 1,2 triệu. Đây, nguyên bộ thì sẽ bao gồm một thân máy này, hai bi với một sạc, máy sẽ là máy 3 chức năng như này. Sử dụng motor từ không chổi than bác nhá. Hàng chơi bi phổ thông rất chi là tiện lợi luôn. Cái này nó là máy 3 chức năng nên nó rất là đa năng nhá. Các bác bắn tôn, bắn vít rồi khoan sắt, khoan gỗ, khoan tường cho em là rất chi là ok luôn. Nào, qua đến cái phía bên này, các bác tham khảo cho em cái bộ khẩu bắn bu lông 11 chi tiết. Đây là bộ khẩu bu lông 1/2. Các bác có bao gồm 9 cái khẩu bu lông 1/2, từ khẩu 8 đến khẩu 24 như thế này. Đấy, và một cái lối dài này, một cái tròng mở tay như thế này nữa. Mà chỉ với mức giá là bao nhiêu ạ? 180.000 đồng thôi, được miễn phí ship luôn. Các bác gọi cho em là bộ khẩu bắn bu lông 11 chi tiết nha. Giá 180.000, miễn phí ship cho các bác này. Sang phía bên này, các bác tham khảo cho em cái con máy khoan bê tông này nhá. Đây là một cái bộ máy khoan bê tông 3 chức năng, máy đầu gài nhá. Đầu mũi khoan 2/26. Con này thì hôm nay có một cái chương trình đại sale giảm giá đặc biệt cho các bác cái mã này. Cái này thì cái đợt này nó không có hộp đựng nha các bác. Máy do là không có hộp đựng nên là em thanh lý cho các bác chỉ với mức giá 599.000 thôi. 599.000 một máy các bác nhá. Hàng dây đồng 100% luôn. Không có hộp đựng, không có mũi khoan đi kèm, chỉ có máy và tay cầm thôi. Với mức giá có 599.000 đồng thôi mà các bác được hỗ trợ bao ship về tận nhà. Đấy, con này thì nó sẽ thiết kế là máy 3 chức năng và có đảo chiều như thế này. Đầu mũi khoan 2/26 nhá. Sử dụng nói chung là 100% là hàng dây đồng ruột dài luôn. Đấy, bao xài cho các bác thợ luôn mà với mức giá siêu rẻ luôn cho em. À, sang đến cái phía bên này, các bác tham khảo cho em này. Với những cái thân đèn này là thân đèn chiếu xa của Hukan nhá. Thân đèn chiếu xa của Hukan đây. Với mức giá cho em là 170.000 một thân nhá các bác. Đấy, sử dụng cho pin phổ thông và có cổng USB như này này. Giá rất là rẻ luôn. Ổ cắm đúc 5 lỗ cắm đây giá 45.000 các bác này. Hàng cao su lon nhá.
chống va đập luôn, những cái sợi đồng rất là to này các bác này. Đấy, những cái thanh đồng to khổng lồ luôn nhá. Giá có 45k thôi. Thước rút tự hãm 7,5m thì sẽ là 50k nha các bác nha. 50k một cái thước rút tự hãm 7,5m này. Bên này sẽ là cái thân quạt nha các bác. Thân quạt của bên em lồng quạt sẽ là 23 phân. Đấy, thân quạt sẽ thiết kế là trên pin phổ thông các bác xài rất là tiện luôn. Giá chỉ có 230.000 một thân quạt thôi. Chưa có bao gồm pin sạc. Để bác là mình chưa có pin thì có thể mua thêm pin. Còn không thì các bác chỉ cần lấy một cái thân quạt thôi là được. Sang đến cái phía bên này, em sẽ lên này. Một bộ máy mài sử dụng điện trực tiếp 220V. Đây, cái này thì các bác tham khảo cho em là nó sẽ có nguyên bộ nha. Máy mài màu đỏ rất là đẹp luôn, máy của Dorama. Cái này thì các bác cứ lên đơn gọi cho em là máy mài màu đỏ nhá. Cái bộ này thì sẽ có một máy này. Trong hộp nó sẽ có một ốp bảo vệ và một tay mở lưỡi như thế này. Đó. Giá cho em sẽ là bao nhiêu ạ? 350.000. Rất là rẻ luôn nhá. Cái này thì các bác sẽ có công tắc gạt đuôi này, sử dụng siêu bền luôn. Và con này nó sẽ là hàng công suất 850W, máy một tấc nha. Hàng dây đồng 100% luôn. Mẫu mã đẹp mà giá rẻ. 350k miễn ship hoàn toàn các bác nhá. Gọi cho là máy mài màu đỏ. Đó, là bên này các bác tham khảo cho em những cái bộ lấy tarot ren như này. Những cái bộ tarot này này các bác này. Tarot ren này thì nó sẽ có 6 chiếc này. Một bộ này nó sẽ có 6 chiếc này, từ 3 đến 10, không có 7, không có 9. Giá chỉ có 200.000 thôi các bác ạ. Gọi cho em là bộ tarot ren nhé. 6 cái, giá 300.000. Sang bên này tham khảo cho em 3 cái mẫu máy, thân máy mài pin nha các bác. Đây là thân máy mài màu đen này, giá 400.000 này. Còn đây là thân máy mài màu xanh này, giá cũng 400.000 luôn. Còn bên này là thân máy mài màu vàng, giá cũng 400.000. Hôm nay em sẽ hỗ trợ bao ship cho các bác luôn. Phụ kiện thì sẽ đi theo được tặng kèm tay cầm, tay mở, ốp bảo vệ lưỡi. Đấy, cái này thì nó chưa theo pin sạc nha. Sử dụng hàng công tắc bóp này, máy không than, máy một tấc và thiết kế là hàng chân pin phổ thông rất là tiện luôn. Bác là chốt thì lên đơn cho em, nói chung là ba cái màu máy này, cái nào nó cũng đều chất lượng hết. Các bác cứ gọi cho em là thân máy mài pin. Mỗi màu em chỉ còn sót mấy cái thôi, cho nên là bác là chốt thì mình cứ nhanh tay cho em nó có đơn nhá. Cái thân máy mài này nó không theo pin nha. Bác là chưa có pin mình mua thêm pin cho em. Ví dụ như những cái quả pin Macan như này. Đấy, pin Macan 10 cell như này có 400.000 thôi. Còn pin 15 cell Macan thì sẽ là đâu? Cái pin 10 cell của Macan là 320.000, còn 15 cell là 400.000 các bác ạ. Miễn phí ship nha. Đây là pin Macan. Ngoài pin Macan các bác có thể tham khảo cái pin của T-Box này. Đấy. Những cái quả pin T-Box 15 cell đây giá có 400.000 thôi. Còn pin 10 cell thì là 320.000 thôi này. Đó, cũng miễn ship cho các bác luôn. Các bác chưa có sạc thì có thể lấy thêm một cái sạc đen như thế này. Cái này gọi cho em là sạc đen 10 cell này. Giá cho em là 99k này. Rất là rẻ luôn. Bên này thì sẽ là bơm áp nhá. Bơm áp để sử dụng cho các bác lắp vào bình nóng lạnh này hay là máy giặt nhá. Giá là 650. Đấy, bên này cái con máy mài dày đỏ này. Mài dày đỏ của Kim Colaki đây các bác, con này không có điều chỉnh tốc nhá. Đấy, nó chỉ chạy một tốc độ mạnh nhất. Giá cho em là 380.000. Đang thanh lý sập sàn cho các bác cái mã này. Bên này là cái cưa gấp này. Cưa gấp 26cm đây giá có 70.000 thôi các bác nha. 70.000 một cái thôi. Còn bên này sẽ là cái mỏ hàn. Cái này gọi cho em là mỏ hàn đen nhá. Mỏ hàn đen giá cho em sẽ là 240.000. Cái này các bác sử dụng để hàn chì, hàn thiết nha. Giá là 240k và hôm nay bác là chốt mỏ hàn đen, các bác sẽ được tặng kèm thêm một cái túi đầu mỏ 5 cái to bé khác nhau nữa để lai mai các bác có thể thay thế được nha. Đó, còn rất chi là nhiều mã sản phẩm các bác ơi. Bên này sẽ là cái mỏ đỏ này. Cái này là mỏ hàn cơ này. Mỏ hàn cơ giá 170 miễn ship cho em nhá. Đấy, còn những cái tăng đơ này này, các bác tham khảo tăng đơ của Gichem đây. Giá có 200.000 thôi. Có một máy và một pin, 4 cữ cắt, có dây sạc và lược chải tóc đi kèm luôn. Rất là nhiều mã nha, hôm nay em chi tiết tới các bác khá là nhiều đồ rồi. Nó còn khá là nhiều nhưng mà trong một đoạn video ngắn thì em không thể làm mà chi tiết hết được đâu ạ. Em xin hẹn gặp lại.